một FLM Seed bằng 0.01. Khi tham gia chương trình này góp, bạn nhận được 6.000 FLM. Khi tham gia chương trình này góp trên Dashboard. Can do. Rồi các bạn bấm vào Continue nữa các bạn. Rồi các bạn lướt captcha EGESU. Rồi đầu tiên các bạn vào đây đăng ký một cái sàn của nó nha các bạn, để nhận 2.000 FLEX nha các bạn. Rồi các bạn join Telegram group nè, join hai kênh Telegram nè, follow Facebook, Instagram cái đấy. Rồi các bạn ghi khai báo thông tin là video mình kết thúc nha các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Các bạn vào đây mà làm nhiệm vụ rồi khai báo thông tin của mình lại là rồi, kèo rất là dễ luôn.